Tưởng sao cứ nhỏ xíu vậy thôi hả? Ý mẹ ơi, anh biết sao ơi, ổng biến hình bự bằng mình luôn rồi kìa. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào các bạn luôn nhé. Các bạn ơi, trong tập này thì đồ chơi Grocery Gang đã trở lại. Các bạn ơi, hôm nay sẽ là một tập nữa về đồ chơi The Grocery Gang Series 3. Và lần này rất là đặc biệt nha. Chúng ta sẽ có một cái pack lớn gồm 12 nhân vật groceries, rồi hai cái thùng rác là pack 2 chứa hai nhân vật bí ẩn trong mỗi cái hộp như này, và đặc biệt nhất là một nhân vật Power Up Vac Attack. Bạn này là thuộc của biệt đội Clean Team nha các bạn. Và nhờ tập trước thì anh đã lần đầu tiên giới thiệu về những cái bạn grocery gang mà bự như thế này. Và chúng ta đã mở ra hai nhân vật là Butcher Pizza với lại Dutchy Donut phiên bản lớn. Nhưng mà nào chưa xem tập đó thì có thể bấm vào đường link ở đây nha. Như vậy là lần này là biệt đội Clean Team lại càng mạnh hơn đó rồi anh ơi. Với lại không biết là hôm nay chúng ta có mở được bạn siêu hiếm nào nữa không? Muốn biết thì chúng ta sẽ tiến hành thôi. Ok, đầu tiên thì anh nghĩ là mình sẽ mở những cái thùng rác pack 2 này ra trước nha. Những cái pack này thì đã không xa lạ với các thành viên của Toy Station nữa rồi, nhất là những fan của The Grocery Gang. Ok, chúng ta mở ra thôi. 1, 2, 3. Nào xem nào. Mỗi pack đi kèm với một cái list. Tốt. Từ trước tới giờ thì ở trong series 3 này anh vẫn chưa mở ra được những bản phiên bản đặc biệt nè các bạn. Đó là những cái bản pet kinh dị này nè. Nhưng mà hôm nay anh đã kiếm thấy một bản rồi. Bởi vì ở trong pack 12 sẽ có một bản đặc biệt nè. Đó, ngày đầy luôn. Rồi còn trong biệt đội Clean Team siêu hiếm thì cũng có một số những nhân vật chúng ta chưa có luôn. Rất là nhiều nè. Nhưng ví dụ như là những bạn Washout, Mop Top, Clean Screen. Rồi cả cái bạn wipe over này nữa. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ mở ra được một số bạn. Còn nếu mà được thì limited edition ơi, hãy xuất hiện một lần trên Toy Station đi nào. Người là ơi, hãy mở giùm em limited edition đi. Em tin là một ngày mình sẽ mở ra được anh ơi. Clean. Đúng rồi Cam Ca, mình phải có niềm tin vào cuộc sống chứ. Rồi xem nào, hai nhân vật đầu tiên nha. Nhân vật đầu tiên là Pukey Pumpkin Pie. Một cái bánh bí ngô mắc ói. Nhìn đúng ghê luôn các bạn ơi, bí ngô gì đâu mà xanh lè xanh lén luôn. Thật ra thì bạn này có hai phiên bản nha, một phiên bản bí ngô màu xanh lá cây nè, và một phiên bản màu cam bình thường. Phiên bản màu cam này thì anh đã có rồi. Ok, rồi anh sẽ gắn bạn này lên cái nắp thùng rác đó. Nhân vật thứ hai tiếp theo. Một nhân vật siêu hiếm các bạn ơi, tăng. Nhưng mà bạn này mình có rồi. Đây chính là Bennett. Mình đã có đủ hai phiên bản của bạn này luôn rồi. Đây các bạn, người anh em song sinh của Bennett. Thêm một phiên bản thứ hai màu cam. Sẵn tiện thì anh khoe lại luôn tất cả những thành viên của biệt đội Clean Team. Hả? Đó, quá trời luôn. Nếu như bạn nào không biết thì thấy đây có vẻ như là rất là ít, hoặc là những bạn này dễ kiếm quá, nhưng mà không có đâu các bạn ơi. Những bạn siêu hiếm Clean Team này á là thành quả của công sức mở biết bao nhiêu là pack của anh Khoai Tây mới có được á. Anh rất là thích những cái bản siêu hiếm của series 3 này luôn. Mỗi series, series 1, series 2, series 3 đó thì đều có một cái dạng siêu hiếm riêng của cái series đó. Nhưng mà những bạn Clean Team Metallic như vậy nè là anh thích nhất luôn. Có thể một ngày nào đó anh sẽ làm một cái tập tổng hợp tất cả những grocery gang siêu hiếm từ các season anh đã sưu tập được, các bạn thấy sao? Em nghĩ là ý kiến hay đó anh. Ok Cam Cam, rồi bây giờ mình tiếp thôi, anh sẽ tạm để những bạn này qua đây. Tiếp theo với thùng rác thứ hai. Xem nào, bum. Bạn này là một cái máy sấy, hình như lần trước anh cũng đã mở ra được một phiên bản rồi. Bạn này nằm ở trong nhóm Junkyard, tức là bãi phế liệu. Thì bạn này có tên là Hair Fryer. Grocery Gang thì nổi tiếng với cái cách chơi chữ với những tên của bạn này. Cụ thể trong trường hợp thì cái máy sấy tóc nó sẽ tên là Hair Dryer. Hair là tóc, Dryer có nghĩa là làm khô. Còn bạn này thì lại là Hair Fryer, là máy chiên tóc các bạn. Đây, nhìn rất là mắc cười luôn các bạn, giống như là đang phùng má lên để thổi này vậy đó. Rất là squishy luôn. Ok, cho đứng lên cái thùng rác thứ hai. Nhân vật thứ tư. Ai đây? Bạn này quen quá rồi. Chúng ta có rất nhiều bạn này nè các bạn ơi. Đây là Yuck Taco, một cái bánh taco.
Ok, hai pack bí ẩn chúng ta đã được mở ra, trong đó có một bạn siêu hiếm mặc dù là bị trùng nhưng mà cũng rất là may mắn luôn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở tới cái pack 12 này nha. Đây là mặt trước của cái pack 12. Đó, chúng ta có 10 nhân vật đã thấy trước rồi và hai nhân vật bí ẩn nó nằm ở trong hai cái thùng rác nhỏ như thế này. Và trong mỗi pack này cũng sẽ chứa một bạn special edition biter, là những bạn pet có thể cắn được. Đây, và bạn này ngay đây luôn. Chút nữa anh sẽ mở ra cho các bạn coi ngay lập tức. Mặt sau của cái hộp này nó sẽ là một cái list mini. Ok. Rồi xem nào, chúng ta sẽ điểm danh từng bạn một. Đầu tiên đây là một cái list các bạn. Cái list này thì nó bự hơn cái list ở trong pack 2. Nè, trước thì anh cũng đã nói rồi. Nhân vật đầu tiên, đây, anh sẽ nói tới nhân vật đặc biệt luôn đi. Bạn này có tên là Sickly Seagull, một bạn Hải Âu bị bệnh. Nhìn mặt là biết bị bệnh rồi. Ủa, em đâu thấy bạn này có gì đặc biệt đâu anh. Thì thoạt nhìn bạn này cũng không có gì đặc biệt thật em ơi. Về chất liệu và màu sơn thiết kế thì cũng giống như những bạn Grocery Gang bình thường thôi. Nhưng chỉ có một cái đặc biệt duy nhất, bạn này là thú nuôi. Và nhà sản xuất nói là bạn này có thể cắn được, có nghĩa là như vậy. Hả? Có thể hả miệng ra được. Cắn vậy thôi hả? Đó. Thì đây, những bạn này được thiết kế là cái miệng có thể mở ra và đóng lại được. Ví dụ chúng ta có thể để gắn lên cái giấy hoặc là như thế nào đó. Anh cũng không biết công dụng để làm cái gì. Thì theo cảm nhận của anh thì cái phiên bản đặc biệt của season 3 lần này á, nó thực sự là không có cái gì đặc biệt như là những cái season trước. Season trước là chúng ta có những cái bạn trong suốt dính rồi là dính luôn á. Thôi, nhưng mà không sao, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có những cái bạn siêu hiếm clean team cực kỳ đẹp. Ok, tiếp theo anh đang thấy có một số bạn mà mình có rồi. Ví dụ như là ba bạn này đây. Đây là Slop Bucket, một cái xô gà rán các bạn. Ôi. Kế đến là Uzi Noodles, một cái ly mì ăn liền. Ôi, nhìn đúng ghê luôn. Và đây là miếng lasagna ghê nhất, Lumpy Lasagna. Đó. Nè, ba bạn này thì anh đều đã có rồi. Đứng bên đây. Tiếp theo. Ở đây mình có hai cái bánh hamburger. Bạn này là Greasy Burger, một cái bánh hamburger dầu mỡ. Nhìn bạn này có vẻ như không được ổn định lắm rồi đó. Còn đây là Flour Burger. Cũng là một cái bánh hamburger các bạn, nhưng mà hamburger gì đâu mà kẹp nguyên một con gà luôn. Oh my god, mắc cười quá. Các bạn nhìn mặt cái bạn gà tây này nè. Đây, nhìn xung quanh. Nằm ở giữa nguyên 20 giờ luôn các bạn. Đúng mắc cười luôn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có 3 nhân vật về chủ đề thú. Đầu tiên là bạn Rotting Lobster, một con tôm hùm nha các bạn. Trông mặt dữ tợn như kìa. Dơ hãy càng lên trời. Không, mà anh thấy bạn này thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Bạn này thì anh cũng có nhiều rồi. Fashion 6. Có cả hai phiên bản của bạn này luôn rồi các bạn ơi. Bạn này ở trong nhóm World Food, đồ ăn thế giới. Đúng ra là cá và khoai tây chiên. Nhưng mà ở đây thì bạn cá đã ngồi dậy luôn rồi. Ôi. Còn đây là một bạn sâu thùng rác màu xanh lá cây, có tên là Trashapilla. Đó, nhìn béo ú luôn các bạn, toàn ngấn không à. Mà có vẻ trông cũng khá đẹp trai nha. Đẹp trai trong ngọc kép á. Và thành viên thứ 10 ở trong cái pack 12 này, đó là Radio Rack, một cái máy radio nghe đài đó các bạn, mà bị hư rồi. Rồi, bây giờ mới tới phần hấp dẫn nè. Đây chính là hai cái thùng rác mini nhỏ xíu luôn các bạn ơi, chứa hai nhân vật bí ẩn. Thì theo anh được biết á, những cái thùng rác nhỏ như thế này á, sẽ có cái tỷ lệ mà cho ra những bạn siêu hiếm sẽ rất là cao, vào khoảng 80%. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ mở được những bạn siêu hiếm mới. Còn ra được bạn thường là buồn lắm luôn á. Siêu hiếm. Các bạn ơi, cô giữ chân khoai tây đi. Yeah. Ok, xem nào, hộp đầu tiên nha. 1, 2, 3. Yes. Tang. Siêu hiếm rồi các bạn ơi. Yeah. Thành viên đầu tiên luôn. Chính là Wash Out. Mà này các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Một cái màu metallic. Rồi có những cái đường viền màu xanh. Quá đẹp các bạn ơi. Bạn này hình như là một cái xô thì phải. Như một cái xô đựng nước để chúng ta lau nhà hoặc là rửa cửa kính gì đó. Quá xá đẹp luôn. Thùng rác mini đầu tiên thành công tốt đẹp luôn. Tới thùng thứ hai. Hết bồi thật sâu nào. Có phải là siêu hiếm không đây? 1, 2, 3. Đút. Yes.
đấy chính là polish off, một chai sơn xịt bóng đó các bạn. Đó. Ok, thật sự thì cũng không có mừng lắm đâu, đó là siêu hiếm, nhưng mà tuy nhiên thì bạn này chúng ta đã có rồi. Đây, phiên bản màu vàng và kể cả phiên bản thứ hai, phiên bản màu cam của bạn này luôn. Thôi nhưng mà không sao, cứ miễn là siêu hiếm là anh mừng hết. Wow, bí ẩn thứ hai thành công luôn. Những thành viên mới gia nhập biệt đội Clean Team. Quá, nói chung có một tập thôi mà chúng ta đã bổ sung được cho biệt đội Clean Team tới thêm 3 thành viên luôn. À, chưa hết đâu nha Cam Cam, bởi vì biệt đội Clean Team sẽ còn mạnh hơn rất là nhiều với thành viên chủ lực chùm cuối này đây. Giới thiệu như các bạn nha, đây chính là nhân vật hùng mạnh nhất của biệt đội Clean Team, Fat Attack, một cỗ máy dọn dẹp siêu cấp. Ở trong cái pack action figure này thì chúng ta sẽ có một cái bạn grocery gang Clean Team siêu lớn như thế này và một phiên bản nhỏ nữa, độc quyền luôn. Đó. Để ở mặt đằng sau, nhân vật này có tên là Vac Attack, hoặc là được biết đến với cái tên là Oh Great and Shiny One. Tuyệt vời quá, cái này bóng loáng nè. Cái nickname gì đâu mà nghe sao nó dài dữ vậy? Get ready to fight dirty. Khỏi phải nói thì các bạn cũng biết nhân vật này rất là ghét dơ bẩn rồi, cũng đồng nghĩa với việc là rất ghét những bạn như là Putrid Pizza hoặc là tất cả các thành viên ở trong Chip Town. Cho nên nhiệm vụ của Vac Attack đó là dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Ok, ở bên dưới thì các bạn sẽ thấy danh sách của tất cả những cái action figure có trong cái season lần này. Đó, chúng ta đã mở được ra bạn Putrid Pizza nè, Dodgy Donut, và lần này sẽ là Vac Attack. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhân vật còn lại anh sẽ mở trong những tập tiếp theo. Ok, bây giờ mình mở hộp này ra đi. Wow, các bạn ơi, thấy bạn này ngầu chưa? Anh cực kỳ thích bạn này luôn đó. Giống như là một nhân vật siêu hiếm khổng lồ. Bạn này xuất thân là một cái máy hút bụi nha các bạn. Đây là phiên bản của Vac Attack lúc mà chưa có biến hình. Đó, là một cái máy hút bụi các bạn. Hai cái bánh xe ở bên hai bên đây. Đó, đây là cái vòi hút bụi nè. Và bạn này cũng giống như là một cái nhân vật siêu hiếm luôn. Hả? Nhưng mà độc quyền, chúng ta chỉ có thể kiếm thấy ở trong cái pack này. Và sau khi đã được nâng cấp lên thành một siêu chiến binh hút bụi, về cái khớp tay khớp chân của bạn này thì cũng rất là linh hoạt các bạn. Là khớp 4 chiều, lên xuống và qua lại. Đó, có thể xoay vòng vòng như vậy luôn. Ok, bạn này cũng vậy. Và kể cả chân nữa. Đó, cho nên là chúng ta cũng thể dễ dàng tạo được những cái thế đứng cho bạn này để mà chụp hình cũng rất là đẹp. Rồi, ngoài ra thì đằng sau các bạn sẽ thấy có một cái bộ phận mà bạn này đeo làm cái máy hút bụi trung tâm, gồm có 4 cái tua bạch tuộc như thế này. Đều là những cái ống hút bụi các bạn, và chúng ta có thể gỡ ra được luôn. Ta-da. Thôi lúc nào chiến đấu thì sẽ đeo vô, còn không thì để nhà cho nó có đỡ khỏe. Ở giữa ngực bạn này là một cái nút power các bạn, có thể là bấm vào đây bạn này sẽ bị tắt chẳng hạn. Nhìn kỹ thì bạn này cũng khá là tròn tròn, rất là dễ thương. Rồi, hãy gắn lại cái này cho bạn này. Ok, cho các bạn xem lại 360 độ một lần nữa. Ê, các bạn có ai muốn nghe chuyện cười không? Để mình kể cái câu chuyện cười nha. Vậy thì mình nói các bạn nha, mình có 2 cái bánh, rồi mình cho bạn của mình 1 cái bánh, hỏi mình còn mấy cái bánh. Mèn ơi, tưởng gì anh đố dễ ẹt à? Ừ đúng rồi, dễ quá chừng luôn. Nè nha, mình có 2 cái bánh, mình cho đi 1 cái bánh, tức là 2 - 1 là mình còn 3 cái bánh đó. Giờ tưởng sao, trả lời sai biết rồi. Gì sai rồi đó chị Donut ơi, mình có 2 cái bánh, mình cho đi 1 cái bánh là mình còn 0 cái bánh. Ủa sao kỳ vậy anh, sao còn không vậy? Thì 2 - 1 là bằng 1, nhưng mà còn một cái còn lại mình ăn luôn rồi. Vui không? Không. Anh nhẹ quá à, anh xịt cho anh miếng muối nè. Ủa sao anh thấy nó vui lắm mà ta? Mọi người ơi, đã Clean Team ở đây nữa rồi. Xin chào Chip Town, bọn ta là Clean Team, đã trở lại rồi đây. Clean Team, các ngươi còn dám quay lại nữa hả? Lần trước chưa sợ sao? Đúng rồi đó, chưa sợ hả? Ủa, ta phải thả cái gì chứ? À, được rồi, hãy xem đi. Putrid Power. Mẹ ơi, sao lần nào xuất hiện cũng thấy hết trơn vậy? Tới phiên em, Putrid Power. Ha ha.
Các ngươi còn muốn dọn dẹp được tiếp theo nữa hả? Đúng là lần trước thì sợ thiệt đó, gì đâu mà biến hình thì ghê quá. Nhưng mà lần này đừng hòng, bởi vì ta đã mời đại ca của ta tới rồi. Cho dù lại đi nữa làm sao mà đánh lại được anh em ta chứ hả? Fuji Power mà. Xin mời đại ca. Ồ, đi đâu vậy trời ơi, đại ca, hướng này nè. Lần đầu tiên tôi xuất hiện cho nên là có hơi bối rối chút xíu. Tưởng sao, con nhỏ xíu vậy thôi hả? Ta nghe nói lần trước các người đã đánh đuổi được vị đội clean team của ta. Hôm nay ta đến đây để dọn dẹp hết tất cả các người, cho các người một bài học. Hãy xem đấy. Ê, đi đâu vậy? Chờ xíu, ta đi biến hình. À, mấy anh đợi đại ca em chút xíu nha. Anh nào ông biến hình hơi lâu á. Biến mẹ ơi, anh biến sao ơi? Ông biến hình bự bằng mình luôn rồi kìa. Đúng là bự bằng mình thiệt. Nhưng mà cứ yên tâm đi, mình tới hai người lận. Và với sức mạnh của Future Power sẽ không bao giờ. Anh Pizza đang nói sao mình đi đâu mất tiêu rồi. Đã bị ta hút vô rồi chứ sao. Trả anh Pizza lại cho ta. Với vũ khí hút bụi siêu thần kỳ ở sau lưng của ta, còn lâu các người mới là đối thủ được. Hai tên Future Power đã bị ta xử lý. The Clean Team đâu? Dạ có tụi em. Có em nữa. Có em luôn. Dọn dẹp Chip Power. Dạ. Nghe tiếng lên. Nè, anh Pizza với anh đâu đó bị hút vô rồi. Chạy ra mọi người ơi. Nghe đuổi theo. Putrid Pizza và Dodgy Donut đã không chống lại được sức mạnh siêu khủng khiếp của Vac Attack. Biệt đội The Clean Team đang tiến hành dọn dẹp những thành viên của Chip Town. Các bạn The Grocery Gang của chúng ta sẽ chống chọi như thế nào với sức mạnh của The Clean Team và chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Các bạn hãy đón xem The Grocery Gang của tập sau sẽ rõ nha. Mẹ ơi, tình hình ở Chip Town bây giờ đang quá gây cấn rồi các bạn ơi. Biệt đội Clean Team đã mạnh lên rất nhiều với sự xuất hiện của Vac Attack rồi. Các bạn ơi, đây là một trong những cái series phim ngắn nho nhỏ mà anh nghĩ ra sử dụng nhờ những nhân vật đồ chơi của The Grocery Gang. Đó, cuộc chiến rất là gây cấn của những bạn The Grocery Gang, những người rất là lầy lụa và ý ẹ phải chống lại với một cái biệt đội gọi là chuyên gia dọn dẹp. À, nhưng mà các bạn lưu ý nha, ở trong thế giới của đồ chơi Grocery Gang thì những bạn dọn dẹp này là những người xấu, chuyên đi bắt nạt những cái bạn Grocery Gang nè. Nhưng mà ở ngoài đời thì ví dụ như là những cái chổi rồi thùng rác rồi máy hút bụi đều là những người bạn rất là tốt của chúng ta. Và nếu như các bạn đang tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với The Grocery Gang thì các bạn hãy đón xem những tập tiếp theo anh làm về dòng đồ chơi này nha. Em cũng hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn. Ngay cả Cam Cam cũng hãy chờ đợi đi nhé. Ok, như vậy là một tập nữa ở trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station nhé. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye các bạn nha.